Chào mừng toàn thể các bạn đến với bản tin cầu lông VNBN số 2 được phát hành bởi cộng đồng cầu lông Việt Nam VN Badminton. Và trước khi vào tin, đừng quên bấm like, subscribe, nhớ ấn chuông để có thể theo dõi những thông tin cầu lông mới nhất. Và sau đây sẽ là những tin chính hay nhất trong tuần vừa qua, từ 18 đến 24 tháng 4. Yonex ra mắt siêu phẩm giày Power Cushion Infinity 2 vào cuối tháng 5. Tiến Minh Thùy Linh đụng độ đối thủ nặng ký ở vòng 1 giải cầu lông vô địch châu Á 2022. Ginton Chitty bị chỉ trích bởi huyền thoại cầu lông Taufik Hidayat. Danh sách vòng loại trực tiếp giải cầu lông đồng đội Thomas & Uber Cup 2022. Yonex ra mắt siêu phẩm giày Power Cushion Infinity 2 vào cuối tháng 5. Trình làng vào năm 2019, Yonex Power Cushion Infinity được biết đến là mẫu giày cầu lông cao cấp nhất thế giới tại thời điểm đó và cũng là đôi giày cầu lông đầu tiên sở hữu hệ thống tự thắt giày BOA Fit. Đặc biệt, vào cuối tháng 5 sắp tới, nhà Yonex sẽ cho ra mắt phiên bản thứ 2 của Power Cushion Infinity với nhiều nâng cấp vượt bậc, hứa hẹn sẽ cho các long thủ trải nghiệm một siêu phẩm giày cầu lông xịn nhất từ trước đến nay. So với người đàn em đời đầu, Yonex Power Cushion Infinity 2 được cải tiến nhiều nhất nằm ở hệ thống tự thắt dây BOA Fit với thiết kế cả hai nút vặn cùng nằm trên hai dây đai kép thay vì một nút vặn trên dây đai và một nút vặn trên lưỡi gà như bản cũ. Công nghệ mới này có chủ đích kết nối bàn chân của người chơi với hiệu suất cao hơn thông qua các điều chỉnh nhỏ đến từng mm để tạo ra sự vừa vặn chính xác cho cả bàn chân trước lẫn mắt cá chân. Theo nhận định của AD, mẫu Infinity 2 khi các long thủ mang vào sẽ cho cảm giác thoải mái hơn mẫu 1 vì em nó được thiết kế dây đai kép cho độ tinh chỉnh rộng hơn, phù hợp cả cho những bạn có mua bàn chân cao hoặc ai có đôi chân bè đấy nhé. Vậy, theo các long thủ, giá của em nó sẽ là bao nhiêu? Cho mình comment bên dưới nha. Tiến Minh, Thùy Linh đụng độ đối thủ nặng ký ở vòng 1 giải cầu lông vô địch châu Á 2022. Giải cầu lông vô địch châu Á Badminton Asia Championship 2022 sẽ được bắt đầu vào ngày mai 26 tháng 4, kéo dài đến 1 tây tháng 5, hứa hẹn sẽ cho các long thủ một mùa nghỉ lễ với nhiều trận cầu hay. Đặc biệt, Việt Nam sẽ có hai đại diện tham gia Badminton ASEAN Championship 2022 chính là Nguyễn Tiến Minh ở nội dung đơn nam và Nguyễn Thị Linh ở nội dung đơn nữ. Nhưng điều không may đã xảy ra khi cả hai đều đụng độ các tay vợt mạnh như Tiến Minh sẽ chạm trán Khosip Federap của Thái Lan, hiện đang xếp hạng 43 đơn nam thế giới, và càng tồi tệ hơn khi hạt giống số 8 của giải Sayaka Takahashi đến từ Nhật Bản sẽ là đối thủ của Nguyễn Thị Linh ở ngay tại vòng 1. Theo đánh giá của AD, huyền thoại Tiến Minh với lối chơi điều cầu khá khó chịu cùng độ bền bỉ của mình vẫn có cơ hội giành chiến thắng trước Khosip Federap. Nhưng liệu mỹ nữ cầu lông Thùy Linh của chúng ta có thể tạo nên điều bất ngờ trước Sayaka Takahashi không nhỉ? Các long thủ góp ý thêm cho mình bên dưới nhé. Ginton Chitty bị chỉ trích bởi huyền thoại cầu lông Taufik Hidayat. Sau những màn trình diễn đáng thất vọng trên đấu trường thế giới, huyền thoại cầu lông Taufik Hidayat đánh giá thành tích đơn nam của Indonesia sa sút là do trong năm ngoái Anthony Ginting và Jonathan Chitty không thể giành bất kỳ một danh hiệu nào, đặc biệt là trong giải đấu Super 1000 Indonesia Open diễn ra trên sân nhà. Gần nhất, Jonathan Chitty chỉ mang về cho đơn nam của Indonesia chiếc vô địch Super 300 Swiss Open 2022, còn mọi giải đấu khác, các vận động viên đều dừng chân sớm. Bên cạnh đó, một huyền thoại cầu lông khác của Indonesia, Lim Swikin sau đó đã lên tiếng không chỉ đồng tình với Hidayat. Anh đánh giá đơn nam của Indonesia chưa chạm đến ngưỡng top đầu thế giới, mặc dù có Ginting giữ hàng năm, Chitty đứng hạng 8 và Rustavito xếp ở vị trí thứ 24 trên bảng xếp hạng BWF. Đặc biệt, trước thêm những lời phê bình trên, Anthony Ginting xem đó là động lực để bản thân cố gắng trong các giải đấu sắp tới và gần nhất là giải Super 1000 Badminton ASEAN Championship 2022. Trong cuộc họp báo tại Manila, Philippines diễn ra vào chủ nhật 24 tháng 4 hôm qua, Ginting đã có một số các phát biểu như sau. Tôi xem Badminton Asia Championship 2022 là động lực để vực dậy, tìm lại sự tự tin của bản thân sau những màn trình diễn tệ hại ở các giải đấu vừa qua. Tôi đã có những kỷ niệm đẹp khi ở Philippines với hai lần mang về chức vô địch cho Indonesia. Hy vọng nó có thể xảy ra một lần nữa. Với AD, Ginting là một trong những tay vợt đơn nam sở hữu lối chơi nhanh, mạnh và thăng hoa theo trận đấu. Đặc biệt, nếu giữ được sự bình tĩnh cùng phân phối đều thể lực của mình, chắc chắn chức vô địch các giải đấu sẽ không xa đối với anh. Danh sách vòng loại trực tiếp giải cầu lông đồng đội Thomas & Uber Cup 2022. Vòng loại trực tiếp giải cầu lông đồng đội nam và đồng đội nữ Thomas & Uber Cup 2022 sẽ được diễn ra vào 4 ngày 8, 9, 10, 11 tháng 5 và không quá bất ngờ khi các cường quốc cầu lông như Trung Quốc, Nhật Bản, Indonesia, Đan Mạch và Hàn Quốc sẽ chăng tài ở các loạt trận bán kết và chung kết. Một số cuộc đụng độ hay ở giải cầu lông đồng đội nam Thomas Cup Nhật Bản với Anh Quốc diễn ra vào 13 giờ ngày 10 tháng 5, Indonesia với Hàn Quốc diễn ra vào 8 giờ ngày 11 tháng 5, Đan Mạch với Trung Quốc diễn ra vào 18 giờ ngày 11 tháng 5. Một số cuộc đụng độ hay ở giải cầu lông đồng đội nữ Uber Cup, Thái Lan với Malaysia diễn ra vào 13 giờ ngày 9 tháng 5, Nhật Bản với Indonesia diễn ra vào 13 giờ ngày 11 tháng 5. Theo dự đoán của AD, chung kết Thomas Cup sẽ là cuộc tranh tài giữa Nhật Bản với Indonesia và chung kết Uber Cup, Nhật Bản sẽ tiếp tục đối đầu với Trung Quốc. Trên đây là bản tin cầu lông VNBN số 2 diễn ra từ 18 đến 24 tháng 4 năm 2022. Mong rằng sẽ nhận được nhiều đánh giá tích cực đến từ các long thủ. Hãy để lại một like và một đăng ký kênh để có thể theo dõi các số tiếp theo. Hẹn gặp các bạn vào thứ hai tuần sau nhé.